Để người ta chơi cầu đi, anh có biết chơi không? Hả? À, chơi cầu nè. Úi rồi. Úi rồi, đánh cầu. Anh cầu. Úi rồi, em nhém lại. Úi rồi, lại trượt rồi, không chơi được. Thế này thì em không rồi. Úi rồi, hay quá. À, trượt rồi. Không chơi được. Không chơi được. Ôi, ôi, đánh mạnh có bắt được đâu, đâu. Có chơi được đâu. Đánh mạnh có được đâu, hả? Ôi, rồi để anh Phong. Anh Phong rồi, để anh Phong. Ôi, ôi, đấy. Đấy, tao đánh rồi đâu. Ôi trời, ôi trời ơi, không được rồi. Không được rồi, không được rồi, không được rồi. Ê, chào mục sư nha. Ơi. 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 Chơi được. Đấy, đánh cái thế đấy. Tại các phòng đánh kinh điển đấy nhỉ. Đấy, chơi được. Đấy. Thằng cậu. Đấy. Con trai đánh nhìn cả con gái trông thế này nhìn lát nữa họ suy nghĩ chung cho mình đấy. Thế á? Ui. Ui. Ừ, một chỗ chơi một tí rồi đi. Ờ. Một chỗ chơi tí đi. Chơi thế nóng nhỉ? Phát ra nhá, để anh. Ném vào đây. Ném vào. Ui giời, ném vào. À đôi từ đôi này đang ném vào à? Ui giời ơi. Đôi này ném vào à? Yêu nhau thì lại cưới thôi. Ui giời ơi. Cười tươi thế. Sướng nhỉ? Ê, hạnh phúc đấy nhá. Hạnh phúc đấy. Được. Ném vào đấy. Kia ba đôi, đây hai đôi, một đôi. Ôi. Ê, ê, cầu đánh hay đấy. Đấy, vào đếm đấy. Vào đếm. Vào che thôi. Ơi, chơi. Có bao đó là đan bằng tre, bên trong có mấy hòn sỏi, nhém tành tạch. Này. Ơi. Hai em ném bao với nhau chưa? Ném nhau đi phải nói chuyện đi chứ. Ném rồi à? Cứ nhìn nhau thôi à? Yêu nhau luôn rồi. Hả? Yêu chưa? nhưng mà kiểu gì cũng yêu. Trước sau thì cũng yêu luôn. Hả? Đúng rồi, chưa sao. Thôi yêu đi, yêu đi. Yêu đi. Hả? Yêu thì yêu đi, sao? Hả? Yêu dần đi, yêu dần đi. Xúc tiến thương mại đi nhá. Ừ, chưa lấy vợ đây mấy anh ấy kinh chưa lấy vợ. Anh tìm đây nhưng mà chưa đây phong tục nên xoa chúng em thì lấy luôn. À ơi. Cưới đi, cưới đi. Nhưng mà đã xác định cưới ai chưa? Hả? Xác định chưa? 50. À 50 thế thì chưa xác định. Chưa được, thế thì không được. Người ta phải trên 80. Người ta phải trên 80% như này. Mình phải chắc chắn luôn. Xin gái đấy, em gái. Khi mà em đồng ý là không có người nào cướp. Thôi để anh cướp nhá, để anh cướp nhá. Em anh nhắm bao anh đi. Em anh nhắm bao anh đi. Em nhắm bao anh đi. Để anh cướp khỏi tay này gió tiếc đi. Cho này nó tiếc đi. Khi em nói 50 là em cướp luôn. Không tiếc à? Em ném vào với anh. Ôi em xin luôn má. Em xin cho anh này cướp của em rồi giời. Nó ướt thì nó mồ hôi tay nó thế. Ôi giời ơi. Nhém nhẹ thôi để em xin. Hả? Con ghế của thầy á?